lấy người yêu làm động lực học có hợp lý không? Chị Nắng nghĩ sao về câu chuyện tình yêu tụi học sinh lấy người yêu làm động lực để cố gắng, nó có hợp lý không á? Khó lắm em ạ. Rất là khó luôn, cái này chị thề nhá. Chị là một cái đứa đã trải qua quãng thời gian đấy rồi, và ở cái thời điểm đấy chị đã từng không tin vào tất cả mọi lời người lớn nói. Tại vì người lớn nói sao, người lớn nói là luôn kiểu làm to tác vấn đề lên đúng không? Luôn kiểu là kiểu yêu sớm rồi là không học hành, rồi là ảnh hưởng đến việc học, rồi là chẳng may mà có bầu, rồi là cưới rồi này kia đúng không? Tức là các bố các mẹ là sẽ phóng đại câu chuyện lên đến cái mức độ đấy. Và mình là cái đứa đang đi học, và mình là cái đứa đang trong cái mối tình yêu đương đấy, mình sẽ cảm thấy là kiểu mọi người rất là quá đáng khi mà kiểu phóng đại lên, trong khi là mình cũng chẳng có làm gì sai cả, nhưng mà mọi người đã sợ này sợ kia, xong rồi mọi người dọa này dọa nọ rồi á, là tâm lý trẻ con là như thế. Và bây giờ khi mà mình lớn rồi, cũng chưa đến cái mức là tâm lý phụ huynh, nhưng mà cũng lớn hơn rồi á, trải qua rồi á, thì mình cảm thấy là nó khó thật đấy. Nó tức là yêu đương thì người lớn lo là có lý của nó, và trẻ con kiểu như là tự tin vào cái khả năng của mình là cũng có lý của nó, rất là khó. Cái này là cái khác biệt thế hệ thôi, làm sao mà xóa mờ đi được. Ví dụ á, thì ở cái tuổi đấy á, cái tâm lý nó còn đang rất là non, nó chưa đủ cứng cáp đâu. Con người của mình khi mà mình lớn lên ấy, thì càng lớn thì cái suy nghĩ của mình nó càng chín chắn hơn này, rồi là cái tâm lý của mình càng vững hơn này, mình đối mặt với những cái tổn thương về tâm lý nó cũng sẽ kiểu như là mình sẽ đối mặt nó dễ dàng hơn so với cả khi mình còn nhỏ ấy. Lúc ấy mình có học cấp 3 đúng không? Ví dụ học cấp 3 chẳng hạn ấy, mình chưa đi làm nhiều, chưa ra ngoài, chưa trải đời nhiều, chưa khổ nhiều ấy, thì ví dụ như là chỉ có chia tay người yêu thôi là mình khóc lên khóc xuống, là mình có thể rất là dễ bị tổn thương. Mình ví dụ như là sau này yêu đương người ta kiểu chia tay người ta ít buồn hơn trước đấy, bởi vì lúc đấy còn non lắm, mới lớn mà đúng không, tâm lý nó chưa vững đấy, mà chẳng may trải qua cái chuyện chia tay, mà chưa chia tay đâu, cãi nhau thôi là có khi là bỏ mẹ học rồi á, đúng không? Nên là rất là khó để có thể vững được trong tâm lý. Một là kiểu trẻ này ham vui này, nói chung là nhiều lắm, trẻ này ham vui này, khó để tập trung vào học hành, lúc nào cũng muốn gần nhau, nhắn tin rồi là đi chơi các kiểu đúng không, muốn gặp nhau nhiều hơn là mẹ muốn học mà đấy, nên là cái động lực thì nó có thể có nhưng mà nó ít lắm ấy, nó kiểu tí như thế này, bằng hạt ngô hạt cát thôi. Nhưng mà cái lý do để cho các bạn kiểu bỏ bê học hành thì nó nhiều vô cùng luôn. Mình là cái đứa đã từng học cấp 3 và yêu đương rồi, mình biết mà, chẳng qua là mình không có hư hỏng hay cái gì thôi, nhưng mà mình đã trải qua rồi, mình biết nó có ảnh hưởng rất nhiều. Bảo không là nó phép, không bao giờ có cái chuyện không ảnh hưởng hết á. Động lực nó bằng thế này này, bằng một tí như này này, ở đấy có người yêu thì sẽ cố gắng, hai đứa sẽ cố gắng ở vào cùng thi đại học với nhau đúng không, cùng vào một trường cùng một ngành, rồi là sau này anh làm bác sĩ em làm giáo viên, xong rồi cưới nhau các thứ. Ui dồi ôi, nó thế này này, nó bằng một tí như này này, nhưng mà cái động lực để các bạn bỏ học, để các bạn lười biếng, để các bạn kiểu như là không tập trung vào học hành, để các bạn suốt ngày chỉ có nhắn tin chat chít với cả đi chơi với nhau á, nó nhiều vô cùng luôn. Trời ơi, không học được đâu, thật đó luôn đấy. Nên là mặc dù lúc đấy, mặc dù cấp 3 mình yêu đương nhiều, nhưng mà mình vẫn bảo thằng em mình là đừng yêu đương. Nhưng mà lúc đấy là nói chung là mình cũng lớn rồi, nên là tầm đấy mình cũng biết rồi, mình cũng không có hư hỏng gì, là một. Thứ hai là mình cũng biết là mình sẽ học cái gì, thi cái gì rồi, mình cũng ấy thôi. Chứ thực ra thì nên thì không nên nhá. Câu chuyện tình cảm đối với em lúc nào cũng là động lực để cố gắng ý, từ 4 năm nay rồi á. Nhưng mà nhá, cái gì mà nó càng làm động lực lớn cho em thì nó càng làm cho em thất vọng nếu mà nó mất đi ấy. Em hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Tức là chuyện tình yêu nó vẫn là động lực, đối với chị thì nó vẫn là động lực mà. Các bảo không đâu, chị đang bảo là cái mức độ ảnh hưởng thôi. Chứ còn á, cái gì mà nó đã làm động lực cho mình á, để mình cố gắng á, thì khi mất đi nó là mình sẽ hụt hẫng cực kỳ luôn. Mà nhất là chuyện tình yêu đó là cái chuyện của hai người, là cái chuyện mà mình không thể kiểm soát được. Ví dụ một mình cơ đúng không, thì mình còn kiểm soát được, chứ còn cái chuyện liên quan đến người khác, mai người ta hết yêu mình thì làm sao bắt người ta yêu mình được. Trời ơi, mai người ta thích người khác này, mai người ta hết tình cảm với mình này, mai người ta chuyển đi nơi khác sống này. Nói chung là có quá nhiều thứ nó có thể xảy ra mà mình không thể kiểm soát được ấy. Thì khi mà mình cứ đặt nó là 100% động lực của mình, là một khi mình mất đi là mình sẽ mất hết, mình chả còn cái mẹ gì hết á nha. Ê, cái này đúng ạ. Thì đúng rồi, có gì nữa à? Trường em chúng nó yêu đương toàn bạn nam xếp thứ nhất, bạn nữ xếp thứ hai. Xem cái bảng điểm như ăn cơm chó. À, cái bọn học giỏi yêu nhau thì nó khác nha. Tức là cái bọn học giỏi yêu nhau thì khác, nhưng mà ít lắm. Nên mình đang nói số chung chung thôi. Chứ giống như là cái trường hợp mà bỏ học thành công ấy, thì vẫn có người bỏ học thành công mà, nhưng mà cái số nó ít cực kỳ luôn. Thì cái số mà học yêu đương nhưng mà học hành tốt lên nó cũng có, nhưng mà ít. Ngày xưa mình từng thấy thấy kiểu như là cái đôi đấy nó là bạn của mình ấy. Tức là mình học cái lớp đấy là kiểu lớp đấy nó cũng lớp chọn chọn ấy. Xong rồi hai cái đứa đấy chúng nó buổi chiều không học chiều là chúng nó lại hẹn nhau lên lớp, chúng nó ngồi học với nhau ấy. Eo ơi, ngồi học xong rồi cứ trêu nhau, cứ đẩy qua đẩy lại, nhưng mà vẫn học, đại khái là vẫn học. Nhưng mà nếu mà không yêu thì có khi nó còn học giỏi hơn ấy. Ăn quá đáng luôn ơi. Giới trẻ làm gì có lo âu toàn ăn với phá.
Có cách nào để bớt nặng lòng, bớt để tâm mọi chuyện không chị xì chét cực kỳ chị ạ. À, kiểu thất vọng về bản thân hu hu, người ta bảo giới trẻ thì làm gì có, lo âu toàn ăn rồi phá mà em thấy lạ lắm á. Đứa nào bảo giới trẻ toàn ăn với phá đấy, ra đây đấm cho mồm cái. Tào lao quá à, người ta nào, người nào đấy, Thương nói à, người Thương à hay người nào hả Thương ơi. Làm gì có người nào nói như thế, tuổi trẻ ai chả xì chét. Không phải mỗi em đâu, tất cả mọi người đều như thế. Chị không biết, chị biết là chị nói câu đấy không có ý là xem thường cái khó khăn của em. Tại vì ai cũng có khó khăn cả. Đấy, nhưng mà để mình vượt qua nó thì mình chỉ có là tìm cách để mình cố lên thôi. Ví dụ như là mình có thể làm được gì để mọi thứ tốt lên thì mình làm đi. Đấy, và những cái gì mà mình không thể kiểm soát được thì mình đừng lo lắng quá nhiều về nó nữa. Bởi vì mình lo lắng nó không có làm được cái gì cả. Mình dành thời gian, dành năng lượng để làm những cái mà mình có thể làm nhá. Có thể làm. Cái này nó hơi, cái này để mà giải thích ra nó rất là dài dòng nên chị lười nói quá. Khi bạn áp lực cuộc sống mà nghe mấy em nhỏ than thở về những điều tưởng chừng là vấn đề nhưng thực chất nó chả có gì to tát, sau này đi học đi làm rồi mới thấy áp lực cuộc sống đáng để tâm hơn ba cái chuyện tình yêu thời đi học. Bạn nói thế cũng không đúng bạn ạ. Mình phản đối cái quan điểm này. Tại vì là mỗi người ở cái hoàn cảnh của họ, ở cái độ tuổi của họ thì đấy là cái vấn đề. Ví dụ như là khi mà bạn học lớp 1 ấy, thì bây giờ bạn nhớ lại xem cái hồi học lớp 1 thì cái việc học hành của bạn có áp lực không? Lúc ấy bạn học bài cửu chương thì bạn thấy vất vả rồi, bạn rất là thấy mệt mỏi, bạn thấy áp lực rồi. Ví dụ bạn đọc không thuộc là cô mắng, bố mẹ phạt, đúng không? Đấy là cái áp lực của một cái đứa học lớp 1. Bây giờ bạn 20 mấy tuổi rồi, xong bạn bảo là ôi giời, bài cửu chương dễ không ấy mà không học được. Sao vậy, mày đi ra ngoài mày đi sách vữa thế, mày mới thấy khổ như thế nào? Hay là sau này mày học, gọi là học đại học đi rồi mày mới thấy khổ như thế nào? Ơ kìa, một cái đứa nó lớp 1, nó nhỏ lắm. Cái sức chịu đựng của nó chỉ đến thế thôi. Cái khả năng của nó chỉ vậy thôi, bởi vì nó đã đi ra ngoài, nó đã được học cái gì đâu. Nó đã đủ lớn đâu, trí tuệ đã có nhiều đâu. Nó phải từ từ, nó phải phát triển lên chứ. Làm sao mày so sánh khả năng chịu đựng của một đứa lớp 1 với một đứa đại học được? Nên là mình không thể so sánh như thế được. Những cái khó khăn mà người ta than thở là khó khăn của người ta. Bạn không quan tâm đến chuyện tình yêu, nhưng có những người đang vật lộn chuyện tình yêu bởi vì họ lỡ dính vào rồi và họ đang bị chát chẳng hạn, hay là họ đã rất là yêu, rất là thương cái người kia rồi, xong rồi họ gặp vấn đề này vấn đề kia. Đấy là tình cảm của họ. Mình không thể kiểu như là bởi vì mình không như thế mà mình phản bác được, mà mình nói là ui giời, có cái mẹ gì đâu, tao đi làm còn mệt hơn mày, nên là mày than cái gì. Mày nói như thế làm sao mà nói được, đúng không? Mỗi độ tuổi nó một cái khó khăn riêng chứ. Ngày xưa chúng ta đi học chúng ta cũng khổ mẹ được ý. Xong rồi nghe mấy ông mấy bà đi trước bảo là ôi giời ơi, có thế mà cũng kêu, sao mày đi làm thì mày mới hiểu, nghe có muốn đấm vào mồm không, đúng không? Sao mà so sánh với nhau được. Nặng lòng thì đi à, đi nhị làm gì á? Ừ, nếu mà không hiểu được thì dùng thuốc sổ ấy nhá. Làm gì khi người yêu bị người cũ bóc phốt? Chị Nắng ơi, thằng người yêu em trước khi yêu em có tiến một mối quan hệ xa hơn, xong bị bố mẹ phát hiện nên hai đứa bị cắt đứt liên lạc. Nhưng đến khi có lại liên lạc thì người yêu em lại chặn và không chịu trách nhiệm. Bây giờ người yêu cũ nó tìm tới em kể tất cả và gửi cả bằng chứng, nhưng người yêu em lại lảng tránh và không chịu nhận, thì em phải làm sao á? Oh my god. Em có cảm thấy người yêu em xấu không? Nếu mà xấu thì chia tay. Bây giờ vấn đề không phải là nó đối xử với em như thế nào, bình thường nó có quan tâm em, nó có chiều chuộng em như công chúa hay không, mà vấn đề bây giờ là con người của nó là người như thế nào. Bởi vì không ai có thể diễn cả đời được, và không có một cái chuyện tình cảm nào mà nó sẽ luôn 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 mặn nồng và suôn sẻ như thế. Một cái người á mà người ta tử tế thì cái lúc mà người ta rất là yêu bạn thì người ta sẽ chăm sóc bạn như công chúa, nhưng lúc mà tình cảm nó phai nhạt, tức là người ta yêu nhau phải có những cái đoạn mờ nhạt chứ, đúng không? Thì những cái đoạn mờ nhạt đấy á, người ta vẫn có đủ lý trí để đối xử với bạn tử tế, chứ người ta không có bỏ bạn hay người ta không có cư xử tồi với bạn, đúng không? Thế nên là cái vấn đề bây giờ là đấy là con người như thế nào. Nếu mà đấy là cái con người mà mình tin tưởng được thì mình hẵng yêu. Còn nếu mà là con người không đáng tin á, mà mình thấy người ta đối xử xấu với người khác rồi á, đừng yêu những người như thế. Bởi vì không sớm thì muộn nữa mình cũng sẽ là nạn nhân mà, hiểu không? Hôm nay nó yêu mình thì nó thế thôi, mẹ mai nó quay ngoắt đi luôn, mai nó cầm phóng lợn đấy được luôn, mai nó bóc phốt mình được luôn ấy, chứ không đùa đâu. Nên là yêu ai phải chọn người tử tế mà yêu nhé. Xong mai lại chị Nắng ơi, sức đầu. Bé người yêu cũ kia mới sai nhé, gia đình ngăn cản rồi thì quay lại thì nào được á? À ừ, thì vấn đề là mình đang không nói là chuyện người yêu cũ đấy như nào, mà là hai bạn kia, bạn người yêu kia có tính cách làm sao thôi. Đấy, chứ còn nếu mà bạn đấy, bạn người yêu đấy vẫn tử tế, chỉ có cái bạn kia bạn đấy ăn vạ thôi, chỉ có bạn kia chí phèo thôi á, thì mình kệ mẹ nó luôn, đúng không? Tức là nếu mà mình xem xét xem là mình có nên tiếp tục với cái người đấy không á, thì phải xem là cái người mà mình đang yêu á, là tính cách người ta như nào thôi. Chứ còn nếu mà mình tin tưởng vào người yêu của mình rồi và người ta tốt á, thì cái đứa nào đến ăn vạ thì kệ mẹ nó, không cần quan tâm.
Chị ơi, em có thích một bạn mà trước bạn đó cũng thích em, nhưng mà bây giờ bạn đó có bồ rồi, nhưng mà bạn đó vẫn đối xử với em như bồ bạn ý. Lũ bạn em bảo là nên tránh xa đi thì em cũng tránh xa, mà bạn đó cứ sát vào thì em nên làm như thế nào á? Thế em định như thế nào? Ê, bây giờ bạn em bảo em tránh xa mà nó cứ sát vào là em cũng kệ luôn à? Em cũng không tránh nữa à? Ơ thế bây giờ nó cứ sát vào là em không tránh. Thế thì như thế nào? Thế mẹ mai người yêu nó bóc phốt em thì sao? Hay là mẹ đến đắp móng tôm vào mồm em, hoặc là chụp ảnh em đăng lên là ơi bớ người ta ơi, con trà xanh này bớ người ta ơi, kẻ thứ ba này thì làm sao? Ơ trên đời này nhiều kẻ xấu lắm em ạ. Ví dụ như ngày mai em đi ra ngoài đường, có người rủ em đi buôn ma tóe, có người mẹ rủ em đi ăn cắp ăn trộm, đúng không? Người xấu rất là nhiều. Nhưng mà em có làm hay không thôi. Bây giờ em không thể đổ cho là tại nó cứ sát với em nên là em không làm gì được. Ơ thế em không một chân em chạy đi à? Hả? Hay là nó trói em vào một góc à? Hay là như nào nó có làm gì em không? Không đúng không? Em vẫn có chân để em chạy đi, em vẫn có não để em điều khiển mình là không. Mày xấu lắm, người ta sẽ không ở gần mày đâu. Mày em vẫn đứng đây. Đấy là quyết định của em rồi. Đấy không phải là lỗi hoàn toàn do người ta. Người ta có lỗi nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là ở em. Em muốn dừng lại, em muốn đứng đấy để cho nó sát vào thì đấy là lựa chọn của em mà. Đừng có đổ cho người ta như thế, đừng có đổ hoàn toàn cho người ta như thế. Đúng vậy.